Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Phong Tùng Liên Xe Cấp. Và bây giờ chúng ta lên cặp cốp màu xanh ve chai các bạn. Cốp màu xanh ve chai nha. Cái màu này nó rất là hiếm nha, dành cho những anh em nào đã đang thiếu cặp cốp màu xanh ve chai. Đây, rất là đẹp nha các bạn. Long lanh, ống ánh. Soi kỹ cho anh em coi nha. Mặt dưới nè, rất là đẹp luôn. Mặt trên này rất là đẹp, lóng bóng loáng các bạn. Ở đây nó có một chút xíu vết vậy các bạn. Vết giống như là cái vết chày á, hả? Nó bị nhẹ tí xíu đây. Đó. Tí xíu rồi các bạn. Cái này mình nghĩ nó đánh bóng lên là hết đó các bạn. Đó. Thôi còn lại là long lanh nha. Lấy khen lao. Không cần đánh bóng, lấy khen ướt thôi. Lấy khen lao thôi. Là thấy là bóng lưỡng rồi ha. Rất là đẹp luôn nha. Mặt trong là đẹp, không bị nứt bể gì nha các bạn. Màu xanh ve chai. Một cặp duy nhất nha. Màu xanh ve chai này mình chỉ có một cặp thôi. Còn mấy màu xanh khác thì có nhiều mà. Màu xanh khác thì một tủ. Nhưng mà màu xanh này chỉ có một cái thôi rồi. Là bớt bụi. Lau bụi thôi nha mấy. Đẹp sẵn rồi đó. Đây. Cái này là rất là đẹp luôn. Ống ánh rất là đẹp nha các bạn. Đó. Màu xanh ve chai huyền bí. Xanh ve chai nó sẽ có hai màu, xanh đen và màu xanh sáng các bạn. Đó, rất là đẹp luôn. Cái tem cốp nổi chính giữa vẫn còn rất là nét anh em. Rất là nét nha. Rồi, những anh em nào có nhu cầu sở hữu về cho mình trong tay cặp cốp màu xanh ve chai này, anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng, những anh em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng ta sẽ qua trực tiếp bên shop để mua nha các bạn. Ở xa thì chuyển khoản ra bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha các bạn. Tất cả những sản phẩm bên shop bán là không ship code, chuyển tiền trước nhận hàng sau. Mọi thông tin anh em gọi trực tiếp số điện thoại trên màn hình. Nhớ nhắn tin trong Zalo giúp mình nha. Rồi, xin cảm ơn tất cả các bạn.